Thành Thạch trong câu không? Thành phải chi vậy? Dâu. Wow. Rồi bắt đầu đi giới thiệu tiếp nhé. Hôm nay mình sẽ uống cái nước này nha các bạn. Lớn lên. Nước gì vậy bạn bè ơi? Trà sữa thịt dâu. Trà sữa thịt dâu hả? Cảm giác làm sao? Nó chua không? Cà phê. Vị cà phê luôn. Còn mấy cái đỏ đỏ là gì vậy? Dạ, đó là thịt cà phê. Rồi, còn ly này giới thiệu luôn đi. Đây là nước dâu. Cái nước dâu vừa cho ý. Ngon không? Hai cái nào ngon hơn? Cái này là cái nào? Cái này là giới thiệu cho quán đi. Đây là quán. Cái gì vậy Tháo ra chứ? Không có được rồi, các bạn thấy rồi. Wow. Mai mốt mình sẽ ra lớn hơn. Mai mốt mình sẽ ra những video sau. Bye, tạm biệt.